là cho chú hết năm lẻ đi. Năm người. Có xe đi bộ. Ừ, đi bộ vòng vòng lắm. Nè mày quay ra đây đẹp. Ừ, vậy đứng đó đây, vậy đứng đó luôn đi, con đợi dì ba đường vô. Ủa chưa thay đồ đi chụp được. Vậy chị. Dì ba. Lên. Đẹp không? Đẹp không? Rồi chạy lên với cô Sáu. Kiếm người quay. Được, cam. Rồi, cảm ơn nha. Quá. Mấy cái cảnh bông bông đẹp nhiều quá rồi. Ta phải còn tím nè. Mà người ta đứng đó mà. À đó thì đó. Lại ôm đi. Ôm đi vậy. Ôm chàng. Dì ba đâu á? Chàng mình bả đi vô đó đi. Ủa đẹp. Ba chậu nè nha. Nè dì ba cầm bây giờ ở bên dì bảy cầm quay dì bảy quay đi quay quay vô đó đó Đức tự nó có phải không? Nó có hả? Nó có hả? Không có tắt đâu, nó còn quay á, nó quay hoài luôn à. Tình quá ha, hai bà xui tình quá. Ôi đau mồm. Giống bông giả ha. Như bông giả, giống gì? Hả bông
À, bông thiệt á. Bông này trong ở Vạn Thọ cái ông. Giống như bông giả. Cái bông này bữa lên nha. Cái bông này bữa đi lên trên gì? À, núi Cấm á. Hồi nào giờ mới nó giải bông 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 dọc luôn. Cái bông hoa gì? Hoa gì cũng quên nè. Giống như là à, bà Đun hơi đi kiếm cái đó về anh chồng. Giống như là không? Quá trời kìa. Châm châm châm. Món cọp xanh. Cái này mình có mua xanh. Dưới gì à? Cái này hồng mà hồng môn. Hồng môn. Để lâu hết chứ vậy. Về bố đầu thì mình nói trong điện nha được mày thẳng lăn hẹo kéo chịt luôn á. Mà mình thấy mình đem trong nhà xong mình phải đem ra quầy xương thỉnh thoảng phải đem ra quầy xương. Để trong nhà nó không có ấy. Cái này mình để mà cái này nó có không có chịu gì nó mới tiêu. Mà cái này nó có không có chịu nắng nữa. Mình có mua chậu nắng quá nó bị hơn. Chơi mấy chậu ở hồng môn. Ồ, qua wow. Ra cầm cái gì vậy? Nín luôn à. Ồ, đẹp quá. Ồ, đẹp quá. Ồ, ơi, bảy ơi. Kìa. Cái gì đó đó. Nghĩ ghê đó. Cái đó chuông vàng. Cái đó là chùa đó. Y như bông giả gắn tên kìa. Lên tới chi mệt á. Ở đây mình đi vòng ở này nè con. Đi vòng ở này thôi. Để lên con qua qua quay cái này. Trưng bày bông hồng không được đẹp.